Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách đo sóng. Trước mắt ta nhìn lại hình sao. Nhìn lại hình trên thì chúng ta thấy rằng là có một cái con sóng AB và BC. Như vậy thì theo bạn, để đo chiều cao của con sóng AB thì chúng ta sẽ đo bằng cách nào? Rất có nhiều người rất là hay nhầm lẫn trong cái việc là đo chiều cao của một con sóng. Để đo chiều cao chính xác của một con sóng thì chúng ta sẽ chiếu các cái giá trị của điểm A, điểm B và điểm C vào một cái trục tung, có thể gọi là cái trục thẳng đứng 90 độ so với mặt phẳng ngang. Thì trước tiên chúng ta sẽ thực hiện bằng cái việc chiếu điểm A vào trục thẳng đứng và điểm B vào trục thẳng đứng. Như vậy điểm A được chiếu vào trục thẳng đứng được có giá trị là A phẩy, điểm B chiếu vào trục thẳng đứng có giá trị là B phẩy. Như vậy chúng ta để đo con sóng AB thì chúng ta sẽ có giá trị tương ứng của nó là A phẩy và B phẩy. Tương ứng như vậy, chúng ta để đo được cái chiều dài con sóng BC thì chúng ta sẽ chiếu điểm C vào trong trục thẳng đứng thì có giá trị là C phẩy. Theo trên hình vẽ thì chúng ta thấy rằng là con sóng AB AB và BC thì chúng ta thấy cái giá trị là 0.618 ở đây. Như vậy thì có nghĩa là cái gì? Điều này có nghĩa là cái con sóng BC sẽ bằng 0.618 chiều dài của con sóng BA. Thì phần lớn chúng ta thấy rằng là trong cái ký hiệu của sách thì hay ghi rằng là con sóng AB và con sóng BC thôi. Nhưng để dễ hiểu và đỡ nhầm lẫn thì tôi khuyến khích các bạn nhìn theo cái hướng là con sóng BC sẽ bằng 0.618 con sóng BA. Vậy con sóng BC là con sóng gì? Chúng ta xét trong một cái giai đoạn tăng giá là giá tăng từ A sang đến B. Con sóng BC tức là cái điểm, còn đây là con sóng hồi của một cái chu kỳ tăng từ A đến B. Thì chúng ta thấy rằng trong một cái xu hướng tăng từ A đến B là xu hướng dài hơn, xu hướng dài, và cái xu hướng BC sẽ là xu hướng ngắn hơn. Như vậy xét trong cái xu hướng chính trong này là xu hướng tăng, là xu hướng tăng từ A đến B. Còn B đến C là xu hướng gọi là điều chỉnh hay là gọi là sóng hồi. Như vậy thì tóm tắt cho một cái bước đo sóng này thì chúng ta thấy rằng là để đo con sóng AB thì chúng ta chỉ việc là chiếu cái giá trị A vào trục tung trục thẳng đứng, B vào trục tung trục thẳng đứng thì chúng ta sẽ có được hai cái điểm A phẩy và B phẩy. Độ dài của A phẩy B phẩy chính bằng độ dài của con sóng AB. Và điểm C cũng vậy, điểm C chiếu vào trục tung sẽ ra được là C phẩy. Như vậy chiều dài của con sóng BC chính bằng đoạn B phẩy và C phẩy. Như vậy với việc hiểu cách đo như thế này thì chúng ta có thể đo bất kỳ con sóng nào. Và để đo chính xác các cái con sóng này thì ta sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trong phần mềm giao dịch NT4 mà các bạn đã biết qua. Xin chào các bạn.